Xin chào các bác nhé. Hôm nay em xin giới thiệu các bác một loại rau hay là còn gọi là một vị thuốc cũng rất là quý, đó là ngải cứu hay là còn gọi là ngải diệp. Loại này thì mọc hoang dại khắp nơi và một số nhà cũng trồng để làm rau ăn các bác nhé. Loại này thì hấp cá hoặc là nấu canh. Ngải cứu hay còn gọi là ngải diệp, đây là hàng khô nhé. Các bác cần thì có thể liên hệ cho em. Bên em có cung cấp các đặc sản núi rừng, các đồ ngâm rượu các loại. Ba kích, hải mã, sâm cau, táo mèo, chuối hột. Rồi cá bọ cạp, tắc kè. Đẳng sâm, sâm tiên mao, sâm xuyên đá, vân vân. Loại này thì các bác đi kiếm rất là dễ thôi. Đấy. Còn nếu mà các bác không có thời gian đi kiếm hoặc không có thì có thể liên hệ cho em nhé. Đấy, bên em thì có phơi khô này, các bác cần thì cũng bên em có ship COD toàn quốc đến nơi các bác lấy hàng thanh toán tiền thôi. Hôm nay em xin giới thiệu cái tác dụng của cái ngải cứu này. Thì ngải cứu có tác dụng là điều trị đau bụng do hàn này, điều trị kinh nguyệt không đều này, điều trị chứng thai động không yên này, điều trị bệnh chảy máu cam này và giúp giải cảm các bác nhé. Mình có thể nấu nước uống hoặc hãm trà đều được các bác nhé. Mỗi ngày thì sử dụng khoảng 20 đến 25 gram dưới dạng khô này. Thì các bác có phải thể hãm trà đấy, trước khi hãm trà thì mình tráng qua đi, xong là mình hãm trà thôi hoặc là mình nấu nước uống đều được. Thì cái loại này thì các bác không nên những mẹ bầu không nên sử dụng các bác nhé. Đấy. Không nên sử dụng khi đã mang bầu. Đấy. Mình pha trà hoặc là cái mùi của nó rất là thơm các bạn. Các bác cần thì các đặc sản núi rừng, đồ ngâm rượu cần loại nào thì vui lòng liên hệ cho em. Bên em có đủ các đặc sản để ngâm rượu cho các bác như mú tình này, sâm cau này, táo mèo, chuối hột, vân vân. Này thì các bác pha trà nó có mùi rất là thơm. Mùi ngải cứu rất là sẵn, các bác có thể tìm kiếm quanh nhà được, mà nó không tìm được thì cần hàng khô thì liên hệ cho em. Các bác nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em nhé, nhắn tin Zalo đấy. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nhé. Xin chào tạm biệt các bác.